Đức cha gia cô Bê Nguyễn Văn Mầu, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1914 tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thuộc giáo phận Bà Rịa. Ngày 21 tháng 9 năm 1940, ngài được phong chức linh mục tại giáo phận Sài Gòn. Từ năm 1966 đến 1968, ngài giữ chức vụ giám đốc đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Ngày 12 tháng 7 năm 1968, Tòa Thánh Loan tin Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Linh Mục Nguyễn Văn Mầu làm giám mục chính Tòa Giáo Phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 năm 2001, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin hồi hưu và cho phép ngài nghỉ hưu theo giáo luật. Ngày 31 tháng 1 năm 2013, Đức cha Nguyễn Văn Mầu qua đời, hưởng thọ 99 tuổi với 73 năm linh mục và 45 năm giám mục. Thánh lễ an táng của ngài cử hành vào ngày 4 tháng 2 năm 2013.